vậy chuyên gia có thể tư vấn những phương pháp được áp dụng để chẩn đoán và phát hiện những bệnh lý dạ dày nguy hiểm được không ạ? Để chẩn đoán bệnh lý dạ dày thì rõ ràng là bao giờ chúng tôi cũng phải tuân theo một quy trình, đó là phải khám bệnh trước, sau đó mới đề nghị đến những cái thăm dò. Và khi khám bệnh thì là để sàng lọc những cái gì, để xem toàn trạng người bệnh như thế nào, liệu có thiếu máu không, sờ có thấy hạch không, có phát hiện được những cái u cục gì ở trên ổ bụng hay không, và tìm hiểu những cái yếu tố nguy cơ của người bệnh, có phải là người hay hút thuốc lá hay không, hay trong tiền sử gia đình có người bị ung thư hay có tiền sử loét với các cái biến chứng của nó chưa. Thì nếu như là trong tiền sử gia đình có như vậy thì cái xác suất mà mình xuất hiện lại triệu chứng nó cũng lên tăng hơn so với người khác. Về những cái thăm dò thì rõ ràng là nhiễm HP là một trong những thủ phạm gây ra bệnh lý dạ dày, cho nên người ta có rất là nhiều những cái thăm dò để phát hiện xem liệu có nhiễm HP không, là xét nghiệm máu, là xét nghiệm test nhanh khi nội soi để phát hiện HP, và test hơi thở, còn có cả test HP trong phân. Tuy nhiên trong các phương pháp phát hiện HP như vậy thì cái test hơi thở vẫn là phương pháp có độ chính xác cao nhất. Rồi các thăm dò chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm, chụp CT hay chụp cộng hưởng từ thì nó có giá trị trong việc chẩn đoán đối với bệnh lý dạ dày không thì là gần như là không. Tuy nhiên là nó có thể phát hiện được những cái bệnh lý khác, không phải là với người bệnh đến khám khăng khăng là chỉ khám bệnh lý dạ dày. Nếu như không khám đầy đủ thì rất có thể để sót những cái bệnh lý khác, thì chẩn đoán hình ảnh nó sẽ thăm dò loại trừ các cái bệnh lý khác. Tuy nhiên đối với bệnh lý dạ dày thì nó có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào? Đối với những trường hợp ung thư thì chẩn đoán hình ảnh, chụp siêu âm, làm siêu âm hay chụp cắt lớp vi tính hay chụp cộng hưởng từ thì sẽ giúp xác định giai đoạn của bệnh, xem ở giai đoạn còn có khả năng điều trị hay không. Còn các cái xét nghiệm máu thì có giá trị không? Các xét nghiệm máu thì nó cũng có giá trị, xét nghiệm để đánh giá chức năng gan, chức năng thận, tiểu đường, mỡ máu. Và cũng như vậy, với một bệnh lý dạ dày đến khám thì bao giờ cũng phải loại trừ xem là bệnh nhân ngoài bệnh lý dạ dày thì còn có những bệnh lý gì khác hay không. Và việc chúng tôi đi khám chữa bệnh là phải chữa người bệnh triệt để, chứ không phải người bệnh yêu cầu chữa bệnh dạ dày thì chúng tôi chỉ chữa mỗi bệnh dạ dày, mà phải phát hiện được hết tất cả các bệnh lý của người bệnh. Ngoài ra còn có một cái nhóm thăm dò mà được yêu cầu làm cũng khá là nhiều, đó là các cái xét nghiệm về các chỉ số về khối u. Trong đó đối với bệnh lý dạ dày, cái thăm dò mà chúng tôi, cái xét nghiệm mà chúng tôi hay chỉ định đó là CA724 và PET sinogen. CA724 thì nó tăng ở trong ung thư dạ dày, PET sinogen giảm thì nó gợi ý đó là ung thư dạ dày. Tuy nhiên khi thay đổi của các chỉ số này, nó có thể khẳng định đó là ung thư dạ dày không thì là không. Tuy nhiên có nên làm không thì cũng có nên làm. Nên làm là nếu như mà nó thay đổi thì gợi ý lên là cần phải nội soi. Do vậy trong cái chẩn đoán bệnh lý dạ dày thì nội soi vẫn đóng vai trò quyết định nhất. Khi nội soi thì sẽ xác định được là vị trí của tổn thương, kích thước của tổn thương. Và với cái nội soi mà phát triển như hiện nay thì chúng tôi có cả nội soi nhuộm màu, nội soi phóng đại. Và với nội soi nhuộm màu, nội soi phóng đại như vậy thì có thể phát hiện được là cái tổn thương đó có nghiêng về đó là ung thư hay không, và những cái vị trí nào là vị trí nghi ngờ là ung thư nhất, và nó sẽ hướng dẫn cho sinh thiết để được vào đúng cái vị trí mà ung thư. Và với những cái nội soi nhuộm màu, nội soi phóng đại như vậy thì còn có thể phát hiện được là ung thư đấy liệu đã xâm lấn vào đến những lớp nào, đã xâm lấn sâu hay chưa, hay mới chỉ khu trú ở lớp rất là nông thôi. Và nếu như là ở lớp rất là nông thôi thì hoàn toàn trên nội soi có thể làm cái việc là cắt hết cả cái tổ chức ung thư, loại bỏ hoàn toàn ở trên nội soi mà không cần đến phẫu thuật. Nếu như trên nội soi mà đánh giá đấy là một cái ung thư đã xâm lấn sâu rồi thì rất có thể là sẽ buộc phải có một cái phẫu thuật cắt đoạn của ống tiêu hóa, sẽ buộc phải cắt một phần nào đó của ống tiêu hóa. Và trên nội soi thì
hướng dẫn cho việc sinh thiết vào những cái vị trí nghi ngờ nhất một cách chính xác nhất. Thì với nội soi nhuộm màu sẽ hướng dẫn được sinh thiết và làm tế bào học, thì cũng là một trong những cái phương pháp để có thể khẳng định được đấy có phải là tổ chức ung thư hay nó chỉ làm những cái tổn thương viêm loét dạ dày đơn thuần. Vâng, rất cảm ơn những tư vấn hết sức chi tiết đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng. Từ chủ quan bệnh đường tiêu hóa, đăng ký ngay để miễn phí khám bởi bác sĩ và giảm 20% phí nội soi cùng chuyên gia, truy vết mọi tổn thương, can thiệp xử lý kịp thời mầm mống ung thư sớm. Nội soi tại Melatech, êm ái, thoải mái, không đau.